đội của mình sẽ làm nè, giúp em đi ạ. Có chụp quay luôn. Nạn nhân và địa điểm tập kết đó được chuẩn bị sẵn sàng. Ok, em thấy trong hình rồi. B1 4 người, trên lầu 3 M2 người đúng không? Bên kia chị điểm danh nó không có, nó đứng bên này điểm chính.
quả đến đây mình ơi. À, xin mời anh chị em vào tòa nhà để làm việc này ạ. Để có đòi giải quyết nhau. Xin cảm ơn. Rồi, vừa đó chính là kết quả đến đây mình ơi. À, xin mời anh chị em vào tòa nhà để làm việc này ạ. Để có đòi giải quyết nhau. Xin cảm ơn. Yeah.